huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải với thành tích thắng 91, hòa 37 và thua 40 trận trong tổng số 168 trận dẫn dắt Quỷ Đỏ. Tỷ lệ chiến thắng của ông là 54,2%. Trong số 4 huấn luyện viên từng dẫn dắt MU sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, con số này chỉ đứng sau Jose Mourinho với 58,3%. Tuy nhiên, phòng ngự là một điểm yếu lớn của Solskjaer, khi đội bóng của ông đã thủng lưới đến 183 bàn, trung bình là 1,09 bàn một trận. Con số này cao hơn khá nhiều so với người tiền nhiệm Mourinho, khi dưới thời huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, MU có tỷ lệ thủng lưới chỉ là 0,84 bàn một trận. Khác biệt lớn nhất giữa Solskjaer với hai huấn luyện viên tiền nhiệm trước đó là Mourinho và Van Gaal là những danh hiệu. Người đặc biệt Mourinho đã có cú đúp trước vô địch Europa League và Cúp Liên đoàn Anh vào năm 2017, còn Van Gaal có một chiếc cúp FA vào năm 2016. Trong khi Solskjaer có hơn 3 mùa giải dẫn dắt Quỷ Đỏ nhưng vẫn trắng tay. Ban lãnh đạo MU đã rất kiên nhẫn với Solskjaer, nhưng sau thất bại trước Watford, họ đã buộc phải sa thải ông. MU sa sút cả về chuyên môn và tinh thần, rơi xuống tận vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, họ đang đối diện với một mùa giải thảm họa. Lúc này, MU vừa bổ nhiệm trợ lý Michael Carrick làm huấn luyện viên tạm quyền. Nhưng Carrick không có nhiều kinh nghiệm, ông chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào và có lẽ sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Hiện tại, trong những cái tên được chờ đợi lên nắm quyền ở sân Old Trafford, huấn luyện viên Zinedine Zidane là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Chiến lược gia người Pháp đã có một bảng thành tích huy hoàng với 3 chiếc vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid. Ngoài ra, ông cũng từng có thời gian làm việc rất thành công với Cristiano Ronaldo và Raphael Varane, hai cầu thủ được coi là trụ cột của MU thời điểm hiện tại. Với Zidane, MU có thể nghĩ đến việc chinh phục chiếc vô địch Champions League, danh hiệu họ đã khát khao hơn 13 năm qua. Nhưng khả năng Zidane đến MU vẫn còn bỏ ngỏ, nhất là khi Quỷ Đỏ đang trong giai đoạn hỗn loạn như hiện nay. Theo các nhà cái, người xếp thứ 2 trong danh sách những ứng cử viên dẫn dắt MU là Brendan Rodgers với tỷ lệ đạt 10 ăn 21. Tuy nhiên, ông đang làm huấn luyện viên ở Leicester City, nên nếu có thay đổi, có lẽ sẽ chỉ khi mùa giải kết thúc. Theo The Sun, đứng thứ 3 trong danh sách ứng cử viên là Darren Fletcher. Hiện anh đang là giám đốc kỹ thuật của MU, nhưng giống như Carrick, Darren Fletcher chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng nào. Đứng thứ 4 trong danh sách này là huấn luyện viên Erik ten Hag của Ajax Amsterdam. Chiến lược gia người Hà Lan đã rất thành công với Ajax khi có 2 chiếc vô địch quốc gia, 2 cúp quốc gia Hà Lan và một lần vào tới bán kết Champions League. Chiến lược sử dụng nhiều cầu thủ trẻ của ông phù hợp với MU. Tuy nhiên, Erik ten Hag cũng đang hạnh phúc ở Ajax và nếu ông có ra đi, có lẽ cũng phải cuối mùa giải này.